Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video hôm nay mình lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình chuyên dụng để leo núi, mẫu Wisco ATS 500 được trang bị bộ cấu hình rất là cao, đặt đè sau là Shimano EUGXT, chỉ có một đĩa, đạp đùi đạp SLX khung nhôm nước sơn nguyên bản, bánh 27,5 inch, size nhỏ. Cũng như các bạn hình, toàn bộ là được lên từ loại nhôm 6061, một loại nhôm mà rất là cứng và độ bền rất là cao, chống bảo mòn tốt. Wisco S 500 chạy bộ chuyển động Shimano DOZXT. Như các bác chơi xe thì cũng đánh giá được cái bộ DOZXT gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano. Đùi đạp một đĩa, cái đùi đạp inch nhỏ này là nó vừa hỗ trợ cho chúng ta việc đi đường bằng và hỗ trợ thêm cái việc đi leo đùi núi dốc rất là tốt, với những cái gai rất là dài, rất là bám xích. Nó có 3 tầng nhíp, 3 tầng đĩa, nhưng mà đĩa này chỉ gài bằng tay thôi, nó không có gạt đĩa nào gạt được cái này. Nếu các bác muốn xuống thì phải kéo cái cần, đó cái cần này xuống, xong này đẩy đĩa xuống, đẩy cái xích xuống, nhưng mà cũng không cần thiết tại vì cái đĩa này nó đã hỗ trợ đi tất cả mọi đường rồi, cứ để nguyên như này đi là được. Bây giờ 11 tầng líp mới đi vòng cuối lộ. Còn là video của chiếc xe thì được trang bị bộ bấm cũng là Shimano DSXT, thành dầu Shimano và được trang bị bộ giảm sốc hơi Epicon. Bộ bánh này xin lỗi các bác, lúc đầu nói là 27 nhưng mà nó chỉ là 26 inch, 26 inch bánh Mavic Pháp. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa cọc yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Nếu chiếc xe của các bác từ khoảng 1m58-60 thì nó độ 1m70 đi phù hợp. Chuyển động rất là nhẹ nhàng, mượt mà, nhưng xuống rất là ăn thật đấy. Chiếc xe đang bán bên em mức giá rất là tốt, chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng tất cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và nó bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc về những bệnh lý nêu trên.